Thời tiết thất thường, nhiều người nhập viện cấp cứu vì đột quỵ. Tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 4 ca đột quỵ não đến cấp cứu với các biểu hiện như khó nói, buồn nôn, tê liệt nửa người. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh được đưa đến cơ sở y tế muộn và đã qua 4,5 giờ vàng cấp cứu đối với bệnh đột quỵ, nên không có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sở huyết, để lại nhiều di chứng rất nặng nề. Các bác sĩ khoa cấp cứu đơn vị đột quỵ cho biết, thời tiết nắng nóng trong những ngày gần đây là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ não. Khi thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí cao, cơ thể sẽ toát ra mồ hôi, mất muối và nước, dẫn đến cơ thể thiếu dịch, giảm thể tích lòng mạch, máu dễ bị cô đặc hơn gây huyết khối. Nguy cơ này cao hơn khi chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Trong số đó, nhiều ca đột quỵ tại bệnh viện ghi nhận do bỏ thuốc điều trị tăng huyết áp. Những người có yếu tố nguy cơ cao như người trên 60 tuổi, có rối loạn mỡ máu, có rối loạn lipid máu, tiền sử hút thuốc lá, v.v. dễ bị đột quỵ hơn khi thay đổi thời tiết. Theo các bác sĩ, với tình trạng thời tiết cực đoan và thay đổi thất thường như thời gian gần đây là một yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ não. Do đó, người dân cần chú ý bảo vệ cơ thể trong thời tiết nắng nóng. Nếu buộc phải ra ngoài trời, cần mặc áo chống nắng, mũ rộng vành, tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài với ánh nắng gay gắt. Người cao tuổi cần hạn chế thay đổi môi trường đột ngột. Nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp đầy đủ protein, tăng cường rau xanh, trái cây. Hạn chế rượu bia, thức ăn nhanh. Luyện tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn phù hợp với độ tuổi và thể trạng. Đồng thời nhấn mạnh phòng ngừa bệnh là ưu tiên hàng đầu. Mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. Với những người đang có sẵn các bệnh lý nền như là rung nhĩ, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu cần kiểm soát tốt, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc.